nửa bộ chính trị sẽ bị tống khứ. Ai làm phản, đoạt vũ khí trên tay tổng đây. Quy định người trên 65 tuổi không được ở lại trong bộ chính trị được ông Nguyễn Phú Trọng bày ra để loại Ba Dũng khỏi bộ chính trị khóa 13. Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949 và năm 2016, ông 67 tuổi, đã quá tuổi theo tiêu chuẩn của ông Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, lúc đó là 72 tuổi, nhưng vẫn ở lại bộ chính trị vì cái gọi là suất đặc biệt. Hiện bộ chính trị khóa 13 chỉ còn 3 người phù hợp với quy định không quá 65 tuổi để ở lại bộ chính trị khóa 14. Nếu 4 người trong tứ trụ đều được hưởng suất đặc biệt, thì đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất phân nửa trong tổng số 14 ủy viên Bộ Chính trị phải từ bỏ quyền lực. Thông thường, Bộ Chính trị có từ 16 đến 19 thành viên, như vậy có thể phải đưa ra từ 9 đến 12 người mới vào Bộ Chính trị ở khóa sau. Ông Nguyễn Phú Trọng ra quy định giới hạn tuổi, nửa Bộ Chính trị khóa này sẽ bị loại khỏi khóa sau. Hiện nay, nhóm Nghệ An có nhiều ủy viên Bộ Chính trị nhất với 3 người. Nếu chiếu theo luật thì đến khóa 14, ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng sẽ tự động rút lui, chỉ còn lại ông Vương Đình Huệ. Nếu ông Huệ được hưởng suất đặc biệt, khi đó phe Nghệ An sẽ không còn mạnh như hiện nay. Luật là do con người đặt ra, nếu thấy không thích hợp cũng có thể phá bỏ nó. Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra luật và cũng chính ông đang giữ chức trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 14, nghĩa là ông vừa làm ra luật vừa thực hiện luật do chính ông bàn ra, cho nên ông muốn sửa đổi, giải thích luật như thế nào thì tùy ý. Hiện nay, triều đình đang rối ren, các phe phái đánh nhau loạn xạ. Nội bộ phe lò của ông Tổng Trọng cũng đã vỡ ra từng mảng với sự kiện Tô Lâm ra tay, triệt hạ Võ Văn Thưởng và muốn tách ra thành một trụ riêng. Theo sức khỏe đang ngày một cạn dần, thì quyền lực của ông Trọng cũng tiêu hao. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Nguyễn Phú Trọng còn đủ minh mẫn và thực quyền để buộc toàn bộ Bộ Chính trị phải chấp nhận luật chơi do ông đặt ra hay không? Được ở lại Bộ Chính trị đồng nghĩa với việc được hưởng bổng lộc to lớn nên không ai muốn rời bỏ nó cả. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng cố tìm mọi cách để được ở lại Bộ Chính trị càng lâu càng tốt, thậm chí chết trên chiếc ghế của mình. Ông Trọng tự giới hạn tuổi người khác nhưng cũng lại tự vẽ ra suất đặc biệt để bản thân ông được hưởng đến 2 lần. Vì vậy không loại trừ ông sẽ dành cho mình suất đặc biệt lần thứ 3. Tận tụy phục vụ ông Tổng Phan Đình Trạc sẽ bị loại khỏi Bộ Chính trị khóa sau. Quy định tuổi trong Bộ Chính trị là vũ khí bao lâu nay ông Trọng sử dụng. Với quy định này, ông đã loại không biết bao nhiêu nhân vật quá tuổi. Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một trường hợp điển hình. Hiện tại có đến 7 người trong Bộ Chính trị có nguy cơ bị quy định này loại khỏi vũ đài chính trị. Liệu 7 người này có dám làm phản để chất phế ông Trọng, đồng thời loại bỏ quy định gây bất lợi cho họ hay không? Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng dựng nên cái lò, thì đây chính là thời điểm mà ông đang yếu nhất. Ông đã không còn điều khiển được Tô Lâm. Vậy tại sao 7 người có nguy cơ bị ở lại khóa sau không kết hợp lại, gây áp lực để ông Tổng Bí Thư phải từ bỏ quyền lực, hoặc chỉ ít là phải bỏ các quy định kia đi? Và điều quái gở là ông bảo người trên 65 tuổi thì biến khỏi Bộ Chính trị, mà chính ông đã 80 tuổi vẫn còn tham quyền cố vị. Vũ khí này của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trước đây dùng để loại Ba Dũng, giờ đây lại gây thiệt hại nặng nề cho nhóm Nghệ An. Đau nhất là Phan Đình Trạc lâu nay vẫn tận tụy phục vụ ông Tổng đốt lò. Vậy mà đến lúc này Phan Đình Trạc lại bị dính quy định về giới hạn tuổi tác do chính ông Trọng bàn ra. Nếu không tìm cách phá bỏ quy định này, nhóm Nghệ An sẽ không còn duy trì được sức mạnh ở nhiệm kỳ sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin nửa Bộ Chính trị sẽ bị tống khứ, ai làm phản đoạt vũ khí trên tay Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Bộ Chính trị và nồi cám heo. Đang yên, đang ổn, chờ đến hết nhiệm kỳ, chờ ông Tổng giới thiệu Vương Đình Huệ và ghế Tổng Bí Thư ở nhiệm kỳ sau, thì bỗng nhiên Tô Lâm tạo phản đã làm đảo lộn tất cả.
Ông Võ Văn Thưởng viết đơn xin từ chức đã hơn 20 ngày mà Bộ Chính trị vẫn chưa chọn được ai lên thay ông. Nói là chọn cho đúng quy trình, chứ thực chất Bộ Chính trị hiện nay như là võ đài, mạnh được, yếu thua, chẳng có trọng tài, chẳng có luật lệ, nhưng đấu hoài mà không ngã ngũ, vẫn chưa có người thắng kẻ thua rõ ràng, nên ghế chủ tịch nước vẫn còn để trống. Mà một khi những trận đấu không theo luật lệ, không có trọng tài, nên Bộ Chính trị hiện nay chẳng khác gì nổi cám lợn, hỗn độn không ra thể thống gì. Cho nên đảng phải đóng cửa cho các đối thủ đánh nhau mà không để lộ cho dân nhìn thấy. Tô Lâm kẻ khơi mào cho sự lộn xộn trong Bộ Chính trị. Cho đến bây giờ, Bộ Chính trị đã dụng hết 4 trên tổng số 18 người ban đầu. Chưa có nhiệm kỳ nào Bộ Chính trị bị dây dụng nhiều đến như vậy, và rất có thể đó chưa phải là con số cuối cùng. Điều đó cho thấy Bộ Chính trị nhiệm kỳ này ô hợp, tạp nham so với các nhiệm kỳ trước đây. Trong 18 thành viên của Bộ Chính trị khóa 13, chỉ có 5 người có đủ điều kiện dưới 65 tuổi vào năm 2026. Đó là Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, Trần Tuấn Anh sinh năm 1964, Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, Đinh Tiến Dũng và Trần Cẩm Tú cùng sinh năm 1961. Đến nay, Võ Văn Thưởng và Trần Tuấn Anh đã dụng. Như vậy, nếu chiếu theo điều lệ của Đảng Cộng sản, thì trong nhiệm kỳ tới chỉ còn có 3 người ngoài tứ trụ được ở lại Bộ Chính trị, đó là Trần Thanh Mẫn, Đinh Tiến Dũng và Trần Cẩm Tú. Cộng thêm 4 người tứ trụ, nếu tất cả đều được hưởng suất đặc biệt thì đến Đại hội 14 chỉ còn tối đa 7 người khóa 13 được ở lại Bộ Chính trị. Vậy thì Bộ Chính trị khóa 14 sẽ phải bầu mới khoảng 14 người, đây là tiền lệ chưa từng có. Có thể khóa 14 sẽ phải phá luật giới hạn 65 tuổi để những nhân vật quá tuổi được tiếp tục ngồi lại Bộ Chính trị. Tuy nhiên hiện nay, Bộ Chính trị đang đánh nhau loạn xạ để tranh giành chiếc ghế quyền lực. Họ vừa đánh vừa chặn bổ sung người mới vào Bộ Chính trị, bởi không phe nào chịu phe nào, phe này giới thiệu thì phe khác sẽ phá. Ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn đủ sức lực để giữ ổn định trong nội bộ Bộ Chính trị. Lẽ ra ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, cần được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị bởi những vị trí mà họ đang nắm giữ thuộc vai trò của Ủy viên Bộ Chính trị. Ở khóa 11, Trung ương Đảng cũng bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị dưới nhiệm kỳ, dù nhiệm kỳ này không ai dụng trong Bộ Chính trị, nhưng khi đó họ vẫn bổ sung thêm. Vậy mà Trung ương Đảng khóa 13 đã dụng đến 4 người thì vẫn chưa bầu được ai để mà bổ sung. Bộ Chính trị chỉ mải mê đánh nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Khi Bộ Chính trị dụng nhiều thì nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh có lợi nhiều nhất, bởi nhóm này có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị. Trước đây tỷ lệ là 4 trên 18, nay là 4 trên 14. Như vậy, Bộ Chính trị càng ít người thì tiếng nói của nhóm Nghệ Tĩnh càng có trọng lượng. Sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày càng yếu. Đã vậy, bộ máy dưới tay ông vốn hoạt động trơn tru bao lâu nay, giờ lại có kẻ tạo phản. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng không còn đủ quyền lực, đủ uy tín để giữ ổn định trong Bộ Chính trị. Sức khỏe của ông càng yếu thì Bộ Chính trị càng loạn thêm. Bởi tất cả các phe phái hiện nay chăm chăm trực chờ đến khi ông nhắm mắt để mạnh ai nấy tranh phần như một lũ cướp vậy. Lúc đó người dân sẽ có phim rất hay để mà xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Bộ Chính trị và nổi cám lợn, sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xa xút. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.